Còn bây giờ sẽ là phần dự báo thời tiết. Sau một tuần làm việc căng thẳng thì ngày mai mọi người sẽ bước vào hai ngày nghỉ cuối tuần. Không biết là thời tiết có ủng hộ mọi người xuống phố vui chơi hay là đi đâu đó nghỉ ngơi không chị Hồng Quyên? Xin chào quý vị khán giả của miền Tây hôm nay. Thời tiết ở Cần Thơ hai ngày cuối tuần nhìn chung là vẫn thuận lợi cho mọi người lên các kế hoạch vui chơi bởi vì chủ đạo là nắng. Dự báo thì nắng sẽ kéo dài từ sáng cho tới 4-5 giờ chiều. Nhưng mà lưu ý là vào ngày Chủ nhật thì quý vị sẽ cảm giác nóng hơn khi mức nhiệt buổi trưa tăng cao lên ngưỡng là 35 độ C. Còn vào ngày mai thì mức nhiệt vẫn duy trì ở ngưỡng là 34 độ C. Sau 5 giờ chiều thì mây nhiều hơn có thể kèm theo là mưa nữa. Và nhờ có cơn mưa này làm cho bầu không khí trở nên dịu mát, mức nhiệt là khoảng 26-27 độ C. Nhưng lưu ý trong mưa dông dễ đi kèm với lốc xét và gió giật mạnh nguy hiểm. Ngoài Cần Thơ, thì các tỉnh thành khác của khu vực Nam Bộ vào ngày mai dự báo vào buổi chiều và tối cũng có thể xảy ra mưa. Còn ban ngày thì trời nắng. Nắng bắt đầu có xu hướng mạnh và xuất hiện ở nhiều nơi hơn, tập trung chủ yếu là ở khu vực miền Đông Nam Bộ và một số nơi ở miền Tây Nam Bộ như Châu Đốc, Cao Lãnh, Vĩnh Long và Trà Vinh, mức nhiệt là 35-36 độ C. Ở đảo Ngọc Phú Quốc vào chiều tối ngày mai thì trời dịu mát khi mà mức nhiệt là khoảng 27 độ C, kèm theo mưa dông rải rác, còn trong ngày mức nhiệt không vượt quá ngưỡng 33 độ C. Chuyển sang thông tin thời tiết biển, vùng biển từ Kiên Giang cho tới Cà Mau vẫn khá xấu, trong đêm nay và ngày mai dự báo trời sẽ còn mưa nhiều, tiềm ẩn trong đó là lốc xoáy và gió giật mạnh khoảng cấp 6, cấp 7 tầm nhìn xa giảm xuống dưới 10 km. Ngược lại thì ở vùng biển từ Bình Thuận cho tới Cà Mau thời tiết đang tốt dần lên, mưa chỉ xảy ra ở một vài nơi, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, gió khoảng cấp 4 biển êm.